Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với tập tiếp theo trên kênh của mình. Tối hôm qua trời nó gió đến tận sáng nay mọi người ạ. Sáng nay thì trời nó gió với lại là trời tối sầm lại. Mùa này là mùa mưa bão mà, nên là đi vào rừng thì khi mà chưa có chỗ để trú ẩn, che mưa che nắng thì mình cảm thấy nó lo lắm, nó khó chịu lắm, kiểu cảm giác nó không được yên tâm. Nên là sáng nay mình làm vội lấy được cái lán nó sơ sài như này thôi. Làm lấy một cái lán để che mưa che nắng. Khi mà mình đi kiếm ăn làm gì thì làm, xong rồi mình lại có chỗ để ở, mình quay lại đây để ăn uống ngủ nghỉ ở đây thì nó yên tâm hơn mọi người ạ. Ở trong này thì không có cái cây lá cọ đâu, cho nên là mình sử dụng những cái lá của cây đao ấy. Lá của cây đao này mình đem về mình đan lại rồi mình xếp lên làm mái này cũng che mưa rất là tốt. Mình dành ra một đầu để giải lên cái giường này để thay chiếu, không nằm trực tiếp lên cái cây nứa thì ở bên ngoài của cây nứa nó có những cái lông lông ấy, thì mình nằm trực tiếp lên nó ngứa lắm, nó rát, nó ngứa lưng không ngủ được đâu. Giải một cái tàu lá lên đây ngủ cho nó êm lưng đấy. Còn chốc nữa đi thăm bẫy về được hay là không được thì mình cũng đi kiếm thêm một chút thức ăn nữa, xong rồi về mình nấu nướng ở phía đằng bên này, mình sẽ làm một cái bếp ở đây đấy. Còn bây giờ thì mời mọi người theo mình đi thăm những cái bẫy mà ngày hôm qua mình đã đặt để xem nào đã được con gì chưa mọi người nhá. Đi qua phía đâu bên này này. Mọi người nhìn trời kìa, nó sắp mưa rồi đấy. Gió lại ầm ầm tới rồi. Quả vả đất mọi người ạ. Đây này, mình hái được một nắm như này rồi. Cái quả này là cái loại mềm ấy. Cái loại hôm trước mình nói là có loại cứng đây này. Đi đến hôm nay mình mới gặp được cái loại mềm. Nó mọc ở trên mặt đất nhiều lắm. Mình vừa mới gọt ra này mọi người này. Nhìn ngon chưa? Xin mời tất cả mọi người nhá. Thơm lắm. Phần bên trong cái mật nó hơi ngọt. Ăn một quả thôi. Ăn một quả thôi mọi người ạ. Vẫn còn nhiều lắm. Cái này đi thăm bẫy xong chốc nữa mình ăn sau mọi người nhá. Rồi cất đi thôi. Dở thật chứ. Đặt tạm lấy cái tàu lá của cây giấy này để che mưa đã. Bây giờ mà chạy đi về tới lán thì mình cũng ướt hết rồi. Giờ không biết làm nào, đứng đây trú mưa đã thôi. Nó ngớt ngớt hơn một tí rồi mọi người ạ. Để tiếp tục cơ. Không chờ nó tạnh hẳn thì còn lâu lắm. Trơn quá.
cái này sập rồi nhưng mà lại không được nhá. À. Biết rồi, mình biết tại sao rồi. Cái bẫy này của mình sập rồi nhưng mà lại không được mọi người ạ. Không phải là nó sập không phải là nó khắc sập đâu, mà là cái con chuột này nó to quá. Cái bẫy của mình kẹp rồi nhưng mà nó không giữ được con chuột ấy. Xong là nó giãy vùng vằng cái đám cây mà mình cắm đây này. Nó bị bung mét hết ra đây rồi. Bây giờ mình lại lên bẫy lại chỗ này thôi. Cái này vẫn chưa được mọi người ạ. Để đây thôi. Trời mưa cái ở trong rừng nó ướt át quá. Quần áo đi quệt vào mấy cái lá cây này ướt hết rồi. Ở đây có một con cua này. Con cua này chắc là bị con chồn bạc má nó ăn đấy. Đây này. Con chồn bạc má nó hay thích ăn cua với ốc ở trong rừng ấy. Ăn hết cái thân còn nguyên cái mai bên trên này. Đi đường nào về nhỉ? Hôm qua mình đánh mà hôm nay quên mất đường à. Chui không đúng đường à. Đi rộng quá. Kệ thôi. Cứ băng qua đây. Mình đi rồi mới tạo thành đường cơ mà. Ở trong rừng này nhiều lúc mình cũng muốn làm nhiều hoạt động để cho cái video của mình nó được hay, được thú vị hơn. Nhưng mà nhiều lúc cái mùa này ấy, lúc thì trời nó nắng, lúc thì trời nó mưa, nên là nhiều lúc không thể nào làm được theo cái suy tính, theo cái ý định của mình. Kia có con cua rừng kìa mọi người, thấy không? Trời mưa nó bò ra kiếm ăn kìa. Mày ha. Được thêm con cua nữa này, con cua đá này, phải lấy dây về buộc không thì cho vào gùi nó bò đi mất đấy. Được thêm con cua nữa, êm rồi mọi người ạ. Mình phải kiếm cái dây buộc qua cái kẽ chân của con cua này đi, không thì cho vào gùi thì nó bò đi mất ngay. Kiếm cái dây. Mày nằm ngoan đấy nhá. Đấy. Kéo được một con cua.
bỏ sau gùi này đi mọi người ạ. Phải buộc cái dây vào, không buộc dây vào nó chạy ngay. Rồi tiếp tục đi thăm bẫy thôi. Một con ốc rừng này, to chưa? Lại một con ốc nữa mọi người ạ. Ở cái khu vực này có rất là nhiều cái con ốc rừng này luôn này. Nhưng mà mình chỉ bắt đủ cái nhu cầu của mình thôi. Bằng này là đủ rồi đấy. Còn mấy con nữa mình đút đằng sau gùi này. Cho hết vào gùi đi. Có cái chùm quả rừng trên cây mọi người ạ. Cái loại này nên ăn này. Cái quả này mình cũng không biết là gọi là tên của nó là quả gì nữa. Chỉ biết là quả này nên ăn thôi. Vặt thử một quả ra ăn mọi người nhá. Đây này mọi người này, mình lột cái vỏ đi, ở bên trong nó như này này. Cái quả này ăn thì ngọt. Xin mời tất cả mọi người nha. Cái quả này thì ăn nhè cái hạt đi, ở bên trong hạt cứng lắm, ăn được một tí bên ngoài thôi. Mình kiếm được khá nhiều cua với lại ốc để đằng sau gùi mọi người ạ. Trời mưa quá bẫy nó không được. Bây giờ thì đi xuống khu dưới này thôi. Mình đi lên cái khu vực này để tìm nhặt ốc với lại cua mà. Ui, tuyệt vời quá mọi người ạ. Đối với mình ấy, vào trong rừng cái điều tuyệt vời nhất không phải là bẫy được con gì không, mà cái điều tuyệt vời nhất của mình ấy là đi vào trong rừng tìm được nhiều cái loại cây ăn quả của rừng ấy. Đây là mình cho mọi người xem nhá. Đây này mọi người thấy chưa? Một cây dâu da xoan rất là to luôn. Để mình zoom lại cho mọi người xem nhá. Đấy, sai quả lắm đây này. Mình zoom lại thì nó hơi bị vỡ ảnh, nó nhòe nhòe. Mọi người thấy không? Đây này, sai lắm.
cây dâu da to quá. Nó ở cao cho nên là chắc là phải chặt lấy một cái cành cây để ném lên thì nó rụng được quả nào thì ăn quả đấy mọi người ạ. Không thì không trèo đâu, cây này nó quá to luôn. Ây da, sai quả cực kỳ luôn. Rụng một chùm rồi. Cái quả dâu da xoan mùa này là bắt đầu nó chín rồi đấy. Vào trong rừng mà được thưởng thức cái quả này thì quá tuyệt vời luôn. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? À, nó mắc trên này rồi. Ở đâu nhỉ? Vừa nhìn thấy lại đâu mất rồi. À đây, 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 đây. Ngon rồi mọi người ạ. Đây này, chụp quả dâu da xoan đây này. Đây này mọi người ấy, cái chùm quả dâu da xoan mình vừa mới lấy được đây này. Cái chùm này là quả nó còn xanh ấy, quả nó chưa chín đâu. Khi nào nó chín thì quả nó đỏ như này cơ. Đây này. Nào quả nó chín thì nó đỏ này, quả này mình nhặt ở dưới gốc ấy. Cái quả đỏ này là cái quả xanh này nó rụng xuống rồi lâu ngày nó chín này. Thưởng thức một quả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người nha. Chua. Chua nhưng mà ngon mọi người ạ. Thơm lắm. Cái hạt ở trong nó chát, nó không ăn được nha mọi người nha. Mình bỏ đi thôi. Cái quả này ít nữa nó chín thì ăn ngon hơn này. Ít nữa nó màu đỏ ăn nó ngọt hơn. Còn bây giờ chua. Một chùm. Mày bỏ vào trong. Cho vùi nha. Trời lại bắt đầu mưa rồi mọi người. Trời lại bắt đầu mưa ầm ầm từ phía bên kia lại này. Thức ăn mình kiếm để hết ở trong cái gùi này rồi. Bây giờ thì đi về lán thôi. Không thì nó mưa lại ướt hết người ấy. Rồi đi về lán thôi mọi người nhá. Đường trơn lắm mình không quay nữa đâu.
Hồi nãy tới giờ thì mình về tới lán rồi mọi người ạ. Hái được một bó rau dớn rất là to luôn. Đây này, rất là nhiều. Cái rau dớn này thì mọc ở bờ khe có nhiều lắm. Chùm dâu ra xoan của mình. Cái này thì để chốc nữa mình làm muối ớt lên chấm lên ăn mọi người nhá. Còn bên này nữa này. Đây, hôm nay trời nó mưa nên cái con cua rừng này nó ra rất là nhiều luôn. Mình bắt được khoảng chục con hay là hơn chục con một tí ấy. Cả con ốc rừng để hết ở trong gùi này. Nhiều lắm. Cái này thì để bây giờ ăn này, tối nay ăn. Tối nay ăn mà chưa hết thì có khi phải để đến ngày mai nữa mình ăn. Đấy, nhiều lắm. Bên ngoài trời thì vẫn đang lâm râm mưa mọi người ạ. Mình ngồi ở đây nghỉ ngơi một tí rồi nhặt cái rau dớn này này để lam lên ăn chấm muối ớt và cua với lại ốc phía sau nữa. Chốc nữa mình sẽ cho vào ống tre thì để lam. Cuối cùng thì cũng chín hết rồi mọi người ạ. Tối nay có cua này, ốc rừng này, rau dớn lam. Hôm nay có thêm cả quả dâu da xoan nữa. Cái này chấm muối ớt thì ăn ngon lắm. Cái này là một ít cái quả vả đất. Đấy, mình gọt ra để đây. Đây là muối ớt của mình. Mời tất cả mọi người cùng ăn tối với mình nhá. Mình ăn một miếng ốc đầu tiên. Chấm muối ớt. Đó. Chấm rất cay rồi ăn. Xin mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Ớt cay. Rau dớn. Ngon quá. Ăn thêm cái quả này vào để không bị ngán này. Chấm muối ớt. Cô lấy miếng ớt mà nó không dính được ớt đây chứ. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Đã quá. Mình chấm một miếng muối ớt này mọi người nhìn này. Cay lắm. Xin mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. À, ớt cay. Còn đây là cái phần thân của nó này. Nhiều mỡ chưa? Này bóc cái mỡ đi ăn. Này ngon này. Xin mời tất cả mọi người nha. Bóc đôi ra mình chấm ớt ăn ngon hơn. Đó.
Này, mình ăn một miếng á. Mình chấm một miếng ớt nó như này. Xin mời tất cả mọi người nha. Là một miếng. Ngon quá. Hôm nay trời nó mưa từ lúc sáng sớm mình đi thăm bẫy đến cái lúc gần tối luôn, nó mưa nguyên một ngày hôm nay luôn. Đến giờ này nó mới tạnh này. Mong sao đêm nay nó tạnh để chuột nó ra. Sáng mai mình có thịt chuột ăn. Mong sang khu vực mới mà vẫn không được chuột thì buồn lắm. Cái cua này bẻ cái chân nó ra này, mút cái thịt ở phía bên trong chân này này, giống như ở mút ốc ấy, ở trong này cũng có thịt mà, bẻ hai đầu này rồi mút một đầu là ra. Rau dớn này ở cái khu vực phía bên này mình thấy có rất nhiều luôn. Này chấm muối ớt ăn thì ngon này. Này mình hái được nhiều lắm. Ở đây nó gần nước nó mọc tốt cực. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Vẫn còn nhiều thức ăn lắm. Mình sẽ cố gắng ăn hết cái số thức ăn này để lấy sức. Không thì mệt lắm, không có sức đâu. Cố gắng ăn nhiều nhiều chút. Phần càng này rất là nhiều thịt luôn. Càng cua này nhiều thịt lắm. Một mình ăn hết cái đống này là no đấy. Nhiều mà. Ngọt quá. Ở trong rừng ban đêm này trông nữa mình ngủ ấy, mình phải đốt một cái đống lửa đây rồi mình phủ một ít cái lá cây tươi vào rồi mình quạt cho khói nó xông hết cái vách đá này với cái giường của mình. Lúc nó bị ám khói ấy, thì muỗi nó không dám tới đâu. Với lại là lúc mình ngủ mình vẫn để củi lửa cho nó cháy âm ỉ ở đây mà. Không, trong rừng này lúc đi ngủ không làm như thế thì không tránh được muỗi đâu. Sống ở trong rừng, cái lúc đi rừng đi kiếm thức ăn ấy, bị muỗi đốt thì lúc đấy là không tránh khỏi rồi. Nhưng mà cái lúc về lán thì mình ở một chỗ rồi thì phải hun khói để tránh muỗi. Ban đêm ở trong rừng rất là yên tĩnh luôn. Chỉ có những cái tiếng động như là một cái lá cây nó rơi thôi thì mình cũng có thể nghe thấy. Bởi vì trong rừng nó rất là yên tĩnh. Lâu lâu thì có những cái tiếng của những con thú rừng, vậy tiếng của những con chim. Còn lại thì không có gì, với lại một ít tiếng của côn trùng nữa. Gần như là nó rất là yên tĩnh, im lặng luôn đấy. Ăn xong cảm giác thật là thoải mái mọi người ạ. Cái bếp thì mình chất đây này, có mấy cái ống tre vừa nãy mình làm thức ăn ấy thì mình để đây, để bên cạnh bếp để nó khô thì mình làm củi đun luôn. Mọi người nghe thấy cái tiếng kít 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 quanh đây không? Ở đây mình ngủ ngay là cái chân của cái vách đá to ấy. Nó có nhiều cái vách đá nhỏ mà cái con chôm chôm nó hay ở đây này. Nó kêu ở đây nhiều lắm.
Còn bây giờ thì mình đi ngủ đây. Hôm nào mình sẽ bắt cái con chôm chôm này về để nướng ăn. Ngon lắm. Con đấy nó ăn nó giống như là cái con muốm muốm ấy. Bây giờ mình đi ngủ để lấy lại sức đây. Hôm nào trời còn nắng thì tắm phơi quần áo sau. Hôm nay quần áo bị ướt nó cũng khó chịu lắm, nhưng mà giờ tắm lại mặc lại nó khó chịu hơn. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì đừng quên bấm một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì mình đi ngủ đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon.